Hello, Quỳnh Phương mến chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì rượu vang là một trong những sản phẩm có yêu cầu rất khắt khe và tỉ mỉ trong quá trình sản xuất cũng như là quá trình bảo quản. Để có một chai rượu vang có hương vị thơm, ngon và tròn vị thì ngoài những yếu tố như giống nho, quá trình ngâm ủ, yếu tố về điều kiện thời tiết, ánh sáng, nhiệt độ hay là quá trình bảo quản, cách sắp xếp các chai có đúng hay không cũng là một trong những yếu tố quyết định xem cái chai rượu vang đó có thật sự là chất lượng và đạt được cái hương vị tuyệt vời nhất hay không. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Phương khám phá siêu phẩm, độc hộp siêu phẩm được mệnh danh là bí quyết lưu giữ hương thơm của những chai vang nhé. Wow, đây chính là em tủ bảo quản 28 chai rượu vang mang thương hiệu Pháp Vinocape. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Phương độc hộp và khám phá em nó ngay nhé. Tủ bảo quản rượu vang Vinocape 28 chai là sản phẩm thuộc thương hiệu Vinocape, một thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi bạn là người có sở thích sử dụng hay bảo quản rượu vang. Tủ bảo quản rượu vang giúp thời gian sử dụng lâu hơn, hương vị ngon hơn. Bởi vì môi trường cũng như không khí, độ ẩm và nhiệt độ không đáp ứng đủ điều kiện thì nó sẽ đánh mất hương vị đặc trưng của mỗi chai rượu. Tủ được thiết kế theo tiêu chuẩn của Pháp, dây chuyền này được sản xuất bởi tập đoàn Yongsan Meiya Electric, đảm bảo được sự lưu thông không khí bên trong tủ luôn tuần hoàn, nhiệt độ cố định từ 12 đến 18 độ C. Sự lưu thông không khí tuần hoàn đảm bảo không khí hay nhiệt độ giữa các chai trong tủ được như nhau. Với cải tiến mới, tủ được thiết kế nhỏ gọn với kích thước sản phẩm chiều rộng 430mm, chiều dài 726mm và chiều sâu là 510mm, chất liệu kệ gỗ đặc, số lớp từ 6 lớp đến 7 tầng. Dung tích 100 lít trở xuống, tổng trọng lượng tủ 22,8kg, trọng lượng chính 20,3kg. Tủ bảo quản rượu vang Vinocape 28 chai được thiết kế quạt gió, giúp lưu thông không khí, vừa đảm bảo sự tuần hoàn đều đặn của nhiệt độ, vừa giúp cho không khí thanh lọc, giúp tránh bám mùi bên trong tủ. Tủ được thiết kế tỉ mỉ với hệ thống giảm ồn, chống rung sốc, chip bán dẫn tự động thông minh, giúp việc điều chỉnh nhiệt độ trở nên dễ dàng. Chế độ hấp thụ sốc im lặng cho phép rượu của bạn ở một môi trường yên tĩnh và thoải mái. Âm thanh và độ rung sẽ làm cho rượu mất mùi và không hợp nhất. Cấu trúc của tủ được thiết kế vô cùng chắc chắn để tránh rung động. Bộ điều chỉnh Vinocape được tùy chỉnh đặc biệt theo cách lưu trữ rượu. Tất cả sử dụng giảm sốc để giữ cho môi trường bên trong được yên tĩnh và thoải mái nhất. Thiết kế kệ cố định tạo sự êm ái và nhẹ nhàng cho vị trí mỗi chai rượu để trong tủ. Tủ còn được trang bị máy nén lạnh được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng thế giới Embraco, máy tiết kiệm điện năng. Tủ thiết kế đóng mở một bên vô cùng chắc chắn và kín đáo, nhằm mục đích chính là không để cho không khí hay nhiệt độ thoát ra ngoài gây mất ổn định nhiệt độ bên trong, dẫn đến hương vị hay mùi vị của những chai rượu vang bị ảnh hưởng xấu. Cửa tủ được thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế và độ bảo quản rượu vang để tránh ánh nắng trực tiếp cũng như tia UV làm ảnh hưởng đến chất lượng rượu. Cửa tủ được thiết kế với 4 lớp đảm bảo sự an toàn tuyệt đối hay đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất. Đây cũng là điểm nổi bật của sản phẩm, chắc khỏe và có thể chống được ánh sáng trực tiếp gây ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Khay được làm từ gỗ đặc nhập khẩu có mùi hương thơm nhẹ nhàng, bên cạnh đó, khay gỗ được thiết kế linh hoạt, có thể tự do điều chỉnh cao thấp sao cho phù hợp. Sang trọng, đẳng cấp, tiện lợi là những mỹ từ mà Phương dùng để đặt cho em tủ 28 chai Vinocape này. Và Phương tin chắc rằng là với những người yêu vang và thành rượu vang thì đây là một sự lựa chọn mà các bạn không nên bỏ lỡ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay liên hệ từ số hotline 0969 847 685, 0969 947 385, hoặc các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage rượu nhập khẩu kho rượu.vn, kho rượu xin 2009, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng tại số 54 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể trải nghiệm ngay em tủ 28 chai thuộc thương hiệu Pháp Vinocape này nhé.